ngày 29 tháng 11, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Toàn Trung, sinh năm 1988, Nguyễn Mạnh Liêm, sinh năm 1991, Vũ Anh Nghiệp, sinh năm 1982 và Võ Đình Phụng, sinh năm 1982 để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Trước đó, Công an đã bắt quả tang Nghiệp đang đi giao giấy tờ giả cho khách. Từ lời khai, Công an mời Trung, Liêm, Phụng và khám xét nơi ở nhóm này, thu giữ gần 300 loại giấy tờ nghi vấn làm giả như căn cước công dân, giấy phép lái xe, bằng thạc sĩ, bằng đại học, giấy chứng nhận chuyên môn phương tiện thủy nội địa và nhiều máy móc, thiết bị dùng để sản xuất văn bằng, chứng chỉ. Tại Công an, nhóm khai thông qua ứng dụng Line do đối tượng tên Hùng làm trưởng nhóm. Hùng chuyển các file phôi văn bằng, giấy tờ đã có sẵn chữ ký cùng một đỏ. Trung và Liêm có nhiệm vụ nạp thông tin khách hàng theo đơn đặt hàng, chỉnh sửa sao cho giống thật nhất. Sau đó, cả hai in màu, chuyển cho Phụng và Nghiệp đi giao hàng cho khách. Trung, Liêm được trả lương từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng một tháng. Riêng Phụng và Nghiệp giao hàng được trả 200.000 đồng một đơn. Các loại văn bằng chứng chỉ giả được làm bán với giá từ 1,5 triệu đồng đến 2,5 triệu đồng tùy loại. Trung bình mỗi tháng, các đối tượng làm giả và tiêu thụ khoảng 300 loại giấy tờ, văn bằng,